Ngoại có nhà không chị? Hả? Ngoại. Ngoại mất rồi. Ngoại mất rồi. Vậy hả? Mấy tháng rồi. Em đồ vô đốt cho ngoại cái nhang. Nhớ khi đi ngược về chui mẹ đi bắt tiếp mẹ nuôi được cò. Những ngày mưa lũ gió to mẹ đi bắt tiếp nuôi cò. Cò quên à. Vợ con cò để hai bên. Công cha nghĩa mẹ cò quên mất rồi. Cò ơi cò bạc như giờ. Công cha nghĩa mẹ bằng đời núi cao. Cò ơi cò nghĩ thế nào. Mẹ đi bắt tép lọt vào hố sâu. Nuôi cò cò lớn bằng đầu. Nhớ khi còn bé bú bầu sữa ngon. Nhớ khi còn bé còn con. Bây giờ cò lớn cò còn nhớ không. Nhờ đâu có cánh có lông mà cò đã vợ bên công mẹ già. Xin chào quý vị khán giả. Sau một buổi sáng di chuyển rồi, cuối cùng thì giờ San cũng đã tới Vĩnh Hảo, Cà Ná, gần tới nhà của bà ngoại con cò nha cả nhà. Thì mời cả nhà hãy dõi theo San để vô thăm bà ngoại năm nay để chúc Tết bà ngoại. Năm nay San từ 28 Tết tới giờ San chưa có về Sài Gòn. Cho nên anh em bốn Tết là rảnh rỗi từ bên Lâm Đồng chạy qua đây cũng gần để thăm bà ngoại. Cả nhà đi với San vô thăm ngoại nha, con ngoại như thế nào nha cả nhà. Đó. Hồi lúc trước cả nhà nhớ cái video trước là ngoại ngộ ngoài Gò Đất á, ngoại trong xa Tấm Sen á, rất đội luôn. Ngay Gò Đất này nè anh. Đúng rồi, ngay Gò Đất này. Đó đó. Ngồi trên Gò Đất luôn. Đó, ngồi trong Tấm Sen á, có đi ngang á thì thấy. Đó. Ngay Gò Đất này nè. Đó, ngồi ở đây luôn nè. Tội nghiệp lắm. Bữa nay không thấy im ắng quá. Nay buổi trưa rồi, chắc ngoại về nhà nghỉ ngơi rồi. Cái con đường đi quẹo vô nhà bà ngoại đây. Ngoại vẫn còn khỏe nha mọi người. Đó. Chưa biết cả nhà. Lúc trước đi vô xưa gặp ngoại đi vô đây còn vắng, giờ nhà cửa mà cất khang trang kích bích chật hết luôn à. Chứ có mấy bãi đất trống đây giờ chỗ đâu đậu xe xuống dưới kia. Đó là còn bãi đất trống mà. Còn không à, còn có chỗ này bán hủ tiếu gõ kìa. Mỹ Lệ trống luôn hả? Về vô. Rồi phi về lại xuống trước rồi anh làm về vô. Trời ơi, bà ngoại đi đâu rồi quá. Thấy đóng cửa rồi. Các bà ngoại đi đâu rồi không có về. Đậu đó luôn đi. Tách đồ xuống. Mấy con có ngoại không? Anh vô kiếm đi.
300. Chị Tân ơi, Tân ơi, chị Tân ơi, ngoài có nhà, tắm sàn, tắm sàn, ngoài có nhà, ngoài có nhà không chị? Hả? Ngoài, ngoài mất nè, ngoài mất nè. Vậy hả? Một mấy tháng hả? Em đồ vô đốt cho ngoại cái nhang. Nhớ khi đi ngược giờ chui mẹ đi bắt tiếp mẹ nuôi được con. Những ngày mưa lũ gió to mẹ đi bắt tiếp nuôi con. Con quên à. Vợ con còn để hai bên. Công cha nghĩa mẹ còn quên mất rồi. Cò ơi cò bạc như giờ, công cha nghĩa mẹ bằng đời núi cao. Cò ơi cò nghĩ thế nào, mẹ đi bắt tép lọt vào hố sâu. Nuôi cò cò lớn bằng đầu, nhớ khi còn bé bú bầu sữa ngon. Nhớ khi còn bé còn con, bây giờ cò lớn cò còn nhớ không? Nhờ đâu có cánh có lông mà cò đã vợ bên công mẹ già. Bà nhớ con nhiều không? Nhớ nhiều. Nhớ nhiều muốn khóc luôn rồi. Nhớ nhiều mà đi đâu không chịu về thăm ngoại hả? Nhớ. Mà đi biệt biệt luôn à. Đi biệt biệt luôn hả? À. Đem chồng cao vô cúng ngoại đi.
giữa Sang với bà ngoại gặp ở ngoài đường. Sau đó những câu chuyện ở trong này. Ngoại mất rồi. Hả? Ông ngoại mất rồi. Cái gì? Ngoại mất rồi. Hả? Mất nào? Mất vào tháng 5. Hả? Mất vào tháng 5. Vậy luôn hả? Ừ. Đâu? Vô đốt ngang vô ngoài. Trời ơi, sao ông ai nói là biết vô vậy? Ủa? Trời ơi. Ủa ai mất rồi hả? Ủa sao sao em có biết số anh Sang không? Sao em không có gọi hả? Chị Tư có như cái bé sớm có số. Mà nó không có ở đây nữa, nó đi. Đi hả? Ủa nhớ lúc trước có số mà gọi cho. Mà nó đi ở chỗ khác lâu rồi. Lúc đó ngoại nói là ngoại nhớ xong rồi cái không biết ai gọi lên cho nói chuyện anh Sang đó. Nhà bé ở đây nè, bây giờ nó đi lâu rồi. Trước cũng như là kiếp này xin hỏi bên chi phí đến cho ngoại mong ngoại được siêu thoát về mọi hoàn cảnh và nay con xin ra con đốt gia đình con vợ và con của con đốt của ngoại nó nha. Con nghĩ ngoại còn ở đây, con đem chầu cao lên cho ngoại, cuối cùng hiền tám cũng đã về đốt nhang cho ngoại rồi nha ngoại. Ngoại đi thanh thản. Thank you.
nhân đó là nhân viên với con với ngoại ở nhiều kiếp trước đã gặp nhau. Chính vì vậy thì con với ngoại có rất là nhiều khoảnh khắc kỷ niệm cho tới ngày hôm nay. Do 2 năm qua công việc tụi mình cũng con quá nhiều, con ít có thời gian về thăm ngoại, nhưng mà cuối cùng rồi thăm ngoại với cái món quà này thì ngoại đã biết rồi. Ngoại đi thanh thản nha ngoại. Cháu mới tiết lộ là cái vấn đề này cháu cũng không, tại sao vì cháu là người canh giữ, ngủ cũng gần đó mà ấy cũng gần đó mà tại sao không biết là khi mà ngày đưa đi là bóc cháy gỗ, cháy luôn vậy, cháy cái nắp hòm mà ngoài cháy luôn từ đầu tới đuôi đó, cái đó nó cũng có nguyên nhân lý do chứ đúng không phải là tự nhiên mà không quả đâu, đúng mà thiên nhiên nó có cái nguyên nhân lý do là cái ly đèn cày thì vẫn đứng nguyên trên đó luôn. Nó cháy thì nguyên hết. Cái nguyên nhân á là trong khi mà sáng ngày mai á là đưa ngoại đưa họ tán á là cái thằng em của bởi như hai chị em mà ngoại ở với mình họ đón giờ là ngoại không có chịu đi ở với lại thằng em trai, là thằng em trai á nó mới ngồi vô đây này. Hai chị em mà ăn nó ngồi bên kia à, mình cái bàn đó mình ngồi cái bàn bữa đây mình ăn bánh tráng mà phi rồi, giờ đó cũng 11-12 giờ đêm rồi, cái mình ngồi mình ăn bánh tráng tính chào, nó nói chứ ý của tôi á là tôi muốn đưa bà má đi chôn mà chị làm theo ý của chị á là chị đưa bà má đi thiêu đó. Rồi mình mới nở xong lên mình khóc, mình nói mình tức lên mình khóc, mình nói chứ chị á là làm theo ý của má, má dặn dò chị như thế nào á thì chị làm theo ý của má thôi, còn á là cậu mày muốn đưa má đi chôn á thì sáng ngày mai á là đình lại không đưa má đi hỏa táng, cứ cậu mày làm theo ý má, ý cậu mày đi đưa má đi chôn đi, là chị nói như vậy trong đêm, mà lúc đó là phi rồi, nửa đêm rồi, 12:01 giờ phi rồi. Sáng thì mai để cái giờ mà thầy mà tụng liệm mà để mà đưa ngoại á đi á là ngoại tự bóc luôn, cố ông thầy đứng ngay chỗ cái đầu bàn tay của ngoại á là để tụng kinh với lại con cháu đồ đầy hết luôn, ở hậu kinh luôn này nọ mà không ai hay biết hết luôn, bốc cháy luôn, bốc cháy từ đầu tới đuôi luôn, từ đầu cái hàng này mà bốc cháy là có cái đuôi hẹn kia luôn. Bên tài là tự bốc cháy là có thiệt. Đây, cháy luôn, cháy đen bên tài luôn đây mà. Là tại sao cháy? Không có biết lý do tại sao đó. Nến thì xài, cô thấy xài nến bằng như là đó, bằng ly mà không ngã không đổ, vẫn y nguyên đó, vẫn y nguyên trên, còn cái đĩa cũng còn luôn mà đó cháy đó đen luôn nè, cháy cái nắp toàn đó, đen luôn dạ hả? nắp cháy từ đầu tới đuôi này đấy, từ đầu đó từ wow. hình như là đó từ này qua bên này cháy từ trên luôn, cháy trên luôn đó.
Nắp quan tài từ trái luôn đó, cô nói ra áo đầu đó, cô cũng thấy đó, đó này trái đen đó, đen luôn này thấy hả? Sao mấy cái ly đèn cày thì vẫn nguyên. Đứng đó còn nguyên luôn đó. Đó có ai đụng đã chạm gì tới đâu, canh giữ không hết mà. Rồi cái ở trên kia, cái cửa sổ mà hoặc cửa bàn ngoại á, là mở cho nó thoáng á. Rồi ở trên kia cái đứa nàng dâu của cái chị kia, chị nó mới ngồi nó nhìn xuống cái cửa sổ tại nhà nó đối diện á, cái cửa sổ nó nhìn xuống cái nó thấy lửa bốc cháy, nó kêu con nó thằng trai mới lớn như này xuống báo là cái hàng của bà ngoại cháy, là mong cái thằng đó mới chạy xuống nó nói chưa cái hàng của bà ngoại bị lửa cháy kìa, đó là mong biết mới phát hiện. Lúc đó để cái hầm bà ngoại ở đâu nhỉ? Đó đây luôn, ngay vô đó luôn, bốc cháy lên đó trước bàn của ngoại á. Thì chắc nó là ngoại cũng cho biết lên tính ngoại muốn là quả thiêu thì đó, mà do em nó nói vậy á, nó nói là ý của nó vừa mà má đi chôn mà chị làm theo ý của chị đó vừa là mình lên chỗ con mở nè, kêu tụi em nó mở lên, mở lên xác lên coi đó. Tại 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 vì hai mẹ con đây ngoại á, còn thì chú thì có quay cháu cũng có biết đó, nên thành là ngoại còn xương không, đúng không? Dạ, ốm còn xương không mềm lắm, mà mềm lắm, ngoại minh mẫn biết đúng không, mặc áo mà cũng dở như này mềm mà người liệm á là mất lúc mười mà hay có cái á, mềm là, không có sử dụng một giọt rượu nào hết luôn là, mềm từ ai tới hôm luôn. Bữa đó là ngoại mất lúc 4:30 thì hôm nay con muốn chia sẻ là cái bóng điện đó, đó thì trước có cái bóng điện đó là 4:30 ngoài trúc vào thở cuối cùng là cái bóng điện là tắt. Điện vừa tắt luôn, vừa cúp luôn à, là điện ngoại tắt, vừa tắt tới khuya, tắt tới tầm khoảng 11 giờ tới 12 giờ khuya á, mà không biết cái giờ nào là cái hay, cháu thấy cái hay từ đó. Rồi bắt đầu để ngoại tới 5 giờ chiều ngày mai là tính ra là 24:30 4:30 đến 5 giờ chiều ngày mai là 16:30 ngày hôm nay đến 17 giờ ngày mai, đó là có nghĩa là để là 24:30 tròn. Nhưng mà cháu dở lên gì này, mềm từ A tới Z mặc một bộ đồ thường, cháu đã nhúng khăn nóng lau mình cho ngoại, hai mẹ con làm thôi. Rồi đó là mới là xong là mặt làm lúc ngoại đầu yếu à, là ngoại dặn căn dặn á, khi ngoại yếu á, cảm thấy yếu á, đó xong mặc một là, cái bộ đồ nâu là đi chùa, nóng nước nóng ấm rồi lau mình, lau mẩy cho ngoại, tắm cho ngoại cho sạch, rồi thay cái bộ đồ mà ngoại đi chùa á là mặc cho ngoại. Rồi ở ngoài là cái bộ đồ ngoại chùa là cái bộ đồ màu xanh xám, nó màu ám tràng á, rồi mặc ở ngoài một bộ đồ đà đó, ngoại chụp hình á đó, bộ đồ đà nữa. Rồi ở ngoài là mặc một cái áo tràng, chứ ngoại không có chịu mặc cái đồ tan, không có được mặc đồ tan như ngoại. Đó là ngoại nằm ở giường đó, hai bên con hai bên á, rồi ngoại chút hơi thở cuối cùng mắt tắt nha, xong rồi tới mềm rồi chậm nước mắt cho ngoại á, chảy nước mắt ra đây, xong rồi ngoại mới đi chảy nước mắt thì yếu chảy nước mắt. Ngoại nằm xuôi tay nắm xong tới cái này em dễ thương, hồi đó giờ mình mới thấy người chết luôn á, hồi đó giờ mới thấy lần đầu tiên luôn á. Đây là cái hàng của ngoại nằm đây nè, đó rồi cái bàn thờ Phật ở đây. Rồi xong á là bốn ông thầy đứng tụng kinh, con cháu quỳ ở đây, quỳ ra đó để cửa sổ đó mình mở, cửa sổ đây á là mở, sau này để cái bàn của ngoại thì mấy thầy kêu đóng lại mở đó. Cái cửa sổ này mở cho nên cái con dâu của cái chị ở đây này, nhà đối diện á, là nó ngồi dẫm nó nhìn xuống cái nó thấy cái hàng của ngoại bắt lửa lên, nó mới nói nó sai con nó thằng trai bị lớn vậy chạy xuống nói với lại nhà vợ hai nói là cái cháy đó. Cái bố ông thầy là đứng đây ngay dưới đầu quan tài của ngoại này tụng kinh này làm lễ này, còn cả nhà con cháu quỳ ra ngoài đây này, không ai thấy không, không ai hay biết, không có nghi mùi hết, không phát hiện gì hết luôn. Ủa mày nhờ trên đó, ủa kinh ngộ vậy. Đó là ngoại ý ngoại muốn đi quả tán, nhưng mà khi mà bốc cháy chắc ngoại cho che rồi không thấy. Là ý do cái thằng em á, thằng em trai á là nó là cái đêm mà đó, đêm đó kể nửa đêm đó mà hai chị em là nó ngồi ăn á, là nó nói vậy á,
nó nói là ý của tôi á, tôi muốn đưa bà má đi chôn, mà chị á, nó nói đổ thừa cho mình là chị là theo ý của chị là đưa bà má đi đi qua té, nó đổ thừa mình cho nên nó là sáng ngày mai đó là để đưa hoài đi. Bây giờ mà thầy làm lễ để đưa đi qua té nó là hoài tự kêu luôn, cháy luôn, mà cả nhà không ai thầy biết luôn. Bà cầm cái bốn thầy đứng đây làm lễ tụng kinh luôn. Thầy làm lễ đây, con cháu đang có quyền sắp lớp ra đây luôn. Mà không thấy không ai đó với chung cái điều mà gọi là không ai bị lạ luôn. Bốn ông thầy nói hồi xưa giờ có một ông hai luôn không hay biết mà cái lốt chứ phải cái nhỏ đâu mà không nghe mùi khét mùi gì hết. Hoài căn dặn á, khi mà hỏi thiêu cho hoài đời là đem giải ra sông ra biển. Dân tốt mà biết trước thì đó. Hoài dặn căn dặn đi là dân căn dặn rồi đem cốt ngoài gãi đi biển luôn đó. Thì đó nên dặn hoài không có chịu đem về nhà để thờ mà cũng không chịu bỏ về chùa. Ngoài nói dặn trước đó, ngoài dặn trước hết cái lúc mà ngoài yếu á, vậy không có đồng ý, vậy kêu á là phải làm theo ý của ngoại là cái ý nguyện của ngoại như vậy, phải làm theo như vậy là ngoại mới vui, còn mà nếu mà cãi lời ngoại là ngoại không có được siêu thoát. Ngoại nghĩ vậy, dặn vậy á không có được cãi, không có được làm theo sai ý, cho nên đó cái ngoại dặn sao là mình làm y vậy. Lúc mà ngoại yếu là nấu nước hay mẹ con lâu mình lâu mấy cho ngoại đỡ ngoại lâu vậy. Dậy lâu lưng lâu đồ lâu hết sạch sẽ rồi cái bắt đầu thay đồ rồi quậy dặn á, đồ để chuẩn bị sẵn hai bộ là quậy dặn hai bộ đó, bộ nào mặc trong một bộ nào mặc ngoài, là áo kèn để chùa của quậy mặc ở ngoài không có được sử dụng đồ tan, quậy không có chịu rồi đeo xong chuỗi cho quậy nữa. Bây giờ ngoài mất ngày 9 tháng ngày 2 tháng 5 năm lịch 6 tháng tháng 5 năm lịch ngày 5 tháng 5 là mình ăn mùng 5 tháng 5 là đi ngoài đi qua tán ngày đưa ngoài đi qua tán là mùng 5 tháng 5 2 giờ chiều ngày mùng 5 tháng 5 đang làm để ở đây là cháy em tính của ngoại định thổ dạ, đem cao cho bóp ra để cho ngoại bóp nè. Ngoại mất ngày mùng 2 tháng 5 mà để do cái con bí người đồng em muốn bóp tin bí đi là nó có số điện thoại của chú Sang mà do là nó đi ở chỗ khác không ở đây. Thường thường ăn bé nó bên này hay gọi cho em mà không biết bé nó đi là làm ra em cũng không biết. Nhà nó đóng cửa nó đi. Chị Tư giữ cao sao bóp nhà để nó xài đi chị Tư. Em tưởng ngoài em sống. Với sẵn đây ngày hôm nay thứ nhất là em đến để em thăm ngoại với thăm chị. Rồi học em uống rồi lúc chị nãy nói em đứng ngoài em chết lặng luôn á. Bây giờ em với ngoại không buộc tập gì nhưng mà cái nhân duyên giữa em với ngoại á, em nghĩ chắc tiền kiếp trước bà cháu cũng đã biết nhau rồi cho nên em nghe tình em buộc đúng rồi có cái duyên tiền kiếp cho nên đó là bà cũng rất là thương. Cái lúc mà bà yếu á bà cũng có nhắc, bà yếu á bà không có ăn đâu rồi, bà chỉ là uống sữa uống yến rồi thôi. Bà có nhắc em không? Bà có nhắc, bà nói hết là nó lâu nay rồi không thấy tấm xe, vợ chồng tấm xe nghỉ thăm nói chứ hát không chịu mà đâu có rảnh đâu đó. Rồi là con bé thế này nó ở xa chứ phải nó đi rồi chứ phải nó ở đây nói mình nhờ nó điện để cho gặp rồi cho bà nói chuyện với lại chú Sang mà nói thì không có thấy mà bà yếu là bà không có đi được xuống đó mà bà đốn. Bà này đi được là bà xuống đó mà ngồi bà đốn cho tấm xe đi lại đi vô thấy bà ngọ đó bà nói gì bà do bà đi ra ngoài ngồi đó em ngồi đó em bà đi được có bà chống gậy bà đi xuống đó bà ngồi bà đốn á do là bà yếu bà nằm bà không có đi được cho nên bà nói gì bà không có đi xuống bà đốn chứ không bà xuống đi đường bà đốn bà nói gì á. Đâu có số điện thoại đâu gọi mà con lo nó đi ở xa rồi nó đâu có ở đây nữa đâu mà kêu giờ nó gọi thì nó có mà nó nói với bà kia. Thì từ em xin phép thì từ nói với mọi người trong nhà cho phép em xin tâm thần ngoài để em về em cũng nghĩ nay em nghĩ để em tận ngày em tập kinh cho ngoài cũng như nhờ cái cho tâm cho ngoại cái đó là
hết đó. Em chỉ nghĩ là ngoại có cái gì đó với em, cái duyên tiền kiếp trước, cho nên hai bà cháu cũng duyên gặp ngoài đường, giờ quý mến nhau nhiều năm qua. Sáng nay đi em còn nói vợ em, hôm nay xuống thăm ngoại, chắc chiều nay mất mát chở ngoại về Lâm Đồng chơi với hai chồng mình, rồi chơi em bỏ rồi chở ngoại về. Em không nghĩ ngoại đi. Trong lòng em nghĩ là chắc là ngoại yếu lắm, lúc này ngoại đi không được, nhưng mà em không có dám có nghĩ gì sâu xa hơn á. Nghĩ là chắc là ngoại yếu thôi. Do là ngoại không có bệnh đâu, mà do là ngoại không có ăn, không có ăn cung nữa là ăn cháo. Còn cháo sao bắt đầu là không ăn cháo nữa, rồi mới ăn yếu thì sữa rồi. Không có bệnh nữa, ngoại yếu từ bệnh. Cái cao này nè, đợt trước á là anh Sang về cho bà ngoại một đợt đó, cái ngoại nói hả ngoại thích mà xài đó nó khỏe đó. Nhưng mà anh Sang cho nhiều lắm, cái ngoại nói vòng vòng người ta xin cái ngoại cho hết trơn à. Cái lần sau cái tụi em cho nó thôi ngoại để dành ngoại xài đi, ngoại đừng cho nữa nghe. Ngoại nói ừ đó, cho nên tụi em nghĩ giống như lưu bô công chuyện quá rồi cái bây giờ ghé qua thăm ngoại thì đã đem đến đây rồi, thôi giờ tôi gửi xài cho tôi gửi cảm ơn hai chị chồng. Với cái tâm nguyện của em, nếu mà em đã biết ngoài đây thì cũng là cú sốc đối với em. Em xin chị Tư nói với tất cả mọi người trong gia đình cho em xin phép em rửa tấm thành để em thờ ngoại, có vào tất cả những gì em tôn kính bà ngoại. Tại vì á là làm cái này á là gọi là không phải tâm nguyện của ngoại. Ngoại á là không có con cháu tiêu tan mà không có đưa vô hàng như vậy đâu, cuốn cái chiếu lại ra rồi đưa đi vài tháng thôi. Ý là ngoại không, lúc trước ngoại cũng nói sai với em vậy luôn á anh. Đây là sai, như gì cũng là sai. Tâm nguyện của ngoại cháu hồi đó là chỉ thực hiện có một nửa thôi, đó là họ tán và mặc được một cái áo tràng sâu chuỗi như người của ngoại. Đó là tâm nguyện không thể nào làm trái được. Không nhận túng kiếm là làm như vậy á là không phải tâm nguyện. Tâm nguyện của ngoại là tâm nguyện của ngoại á là ngoại ra một điểm đưa ra không có gì, không có giữ, không có gì hết á. Rồi khi mà ấy là cuốn cái chiếu lại thôi. Nhưng người xưa vậy, lúc bây giờ tăng tiếng thì hàng cổ rồi hàng xịn hàng ấy rồi ngoại. Nhưng người xưa vậy cuốn cái chiếu lại đưa lên họ ác. Rồi duy nguyện của ngoại dặn dò con cháu làm việc đó thì rất là tốt. Thì em nghĩ rất là tốt. Thì cách đây rất là nhiều năm em vô bệnh viện Chợ Rẫy, em làm giấy thủ tục em hiến tặng nội tạng. Em cũng có nói với vợ em con này, nói bác sĩ là tất cả nội tạng tôi cứ lấy hết đi, chừa cho tôi đúng bộ da rồi may lại. Sau đó thì vợ em kêu vợ em quấn chiếu lại đem đi hô thiêu ý giống một quại quại cũng còn yếu. Cái tâm nguyện hồi xưa của mình cũng vậy, quấn chiếu rồi đem đi thiêu tốt hơn không. Mà ngày hôm nay ngoại như vậy thật sự nghe bụng, nhưng mà chúc phúc cho ngoại thôi. Tâm nguyện của ngoại như vậy, tâm nguyện của ngoại vậy thì anh cũng dám xin phép lên phòng về thờ. Giờ em xin chị Tư cho em cái thông tin của ngoại để mỗi khi em có đi đến chùa em gặp với anh thì em nhờ mọi người tụng kinh cho ngoại để cho ngoại ngoại vui á. Ngoại vui hôm nay mình đến Pháp rồi chồng em chủ đó mình ngoại còn ra thăm ngoại thì thời gian qua em quá nhiều việc em nói ghé thăm ngoại được. Nhưng mà nói trong lòng ngoài là để ghé ngoại một khi ngoại chạy ngay nó rồi trời tối kia không có ai muốn vô làm phiền để ngoài đang ngủ, cho nên mình trở đi luôn. Bữa nay mình bốn tết hai chồng tự nhiên có sẵn cái con nhớ ngoại đi thăm ngoại thì ra mới biết ngoại đi rồi. Thôi thì em cầu nguyện cho ngoại luôn được siêu thoát, rồi cũng xin chia buồn với gia đình chị với tất cả mọi người. Chúc chị cùng với tất cả mọi người có một cái năm mới sức khỏe được an khang, được trung tâm luôn an lạc, vạn sự an tâm, vạn sự an. Chị cảm ơn chồng em, năm mới chị cũng có biết nói gì hơn. Chị cũng chúc hai chồng em với lại cháu này nói chung là cũng
để gia đình chỉ kỷ niệm cho chị cũng có. Dạ. Cũng bạn bè của em với lại khán giả có cũng có nhắn tin hoài sang đi lâu lâu rồi không về thăm ngoại, tại chưa có thời gian. Cô chú ông bà anh chị em thương ngoại lắm, thương ngoại lắm. Tôi là hình ảnh của ngoại vậy, nhưng mà em trong đầu vẫn nghĩ ngoại còn ngồi chỗ giường á. Hôm nay đêm tối bữa em về em nằm chơi ngoại đó. Em cũng chúc cho mọi điều được an lành với gia đình. Nhờ cái phước của bà ngoại đã tạo để lại cho tất cả mọi người thân trong gia quyến được ăn vui vẻ hết. Dạ, cảm ơn cậu cô Nguyễn Quý Anh Chị. Năm mới thì cũng chúc cho cậu Nguyễn Quý Anh Chị sức khỏe và sự lớn cả đường an khang để đi làm thiện nguyện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, làm đâu được đó. Anh cũng nghĩ là chắc mai anh về đây ngoài cũng vui rồi, anh nói chính xuống ngoài cũng vui. Vậy chị tôi nghĩ thôi, có rảnh rảnh đi nha, ghé thăm chị. Không có ngoại em cũng ghé được thăm chị. Chị nhìn sức khỏe em nhìn lại cái chỗ cũ này của ngoại cũng vui rồi. Đó đây là kỷ niệm đó này, cái này là ngoại, cái đó ngoại là mất ở đó luôn. Để làm kỷ niệm đó. Để kỷ niệm nằm đây để là chỗ mấy năm sắp tới là nói mấy năm nay bỏ đi cho sáng nằm ngoài tự nhiên ngoài vui chứ quậy yếu là quậy nhớ tình nói vợ chồng đánh sen hoàng quậy tụi ta đi không có được chứ ta mà đi được với tôi ráng tôi xuống đó tôi bảo tôi đóng sen tôi chờ đánh sen với trọ nó đi có ngày có vừa chứ sao nó lúc nào cũng mà cũng nó cũng đi à má ngồi má chờ ở tiền nói ngồi xuống nhớ tôi xuống họ đó mà con xin lỗi mà con về đó mượn còn em nghĩ là còn đi ngang kỳ này con nhớ con nhận rõ con vô bốc lên cho ngoài về cầm thì thôi cho mọi người con đi về nha mày ngoài em nghĩ là chôn để có mồ mả đầy đủ với người ta, nhưng mà
thấy không có sự phi diệu của ngoại. Ngoại đã căn dặn trước rồi, không được làm sai ý của bà ngoại. Nếu mà khi mà cái lập lễ động quan để đưa ngoại đem đi chôn thì tự động cái quan tài bốc cháy, trong khi đó bốc cháy cả nhà cả gia đình thầy Tùng ở đó đứng sát đó, không ai thấy. Cuối cùng một đứa bé hàng xóm nó nhìn qua cửa sổ, cái người hàng xóm nhìn qua cửa sổ thấy, kêu đứa bé chạy qua la rồi thì mọi người mới phát hiện. Cuối cùng thì cô không có dám chôn ở ngoài, mọi người làm theo đúng cái di nguyện của ngoại. Đó là một cái sự ví dụ khi ngoại còn sống, những cái lời nói của ngoại, những cái bài thơ của ngoại đọc để cho mọi người cảm nhận lại cái cuộc sống này như thế nào khi ngoại mất đi. Và cái gì mà ngoại đã ăn cháo hơn 60 năm qua để mà không ăn thịt cá, cái sự mà ngoại đi theo con đường Phật pháp thấy phi diệu cả nào cả nhà. Và lần đầu tiên sang nghe thấy một cái việc mà chuẩn bị khiêng quan tài ra mà đem đi chôn, quan tài bốc cháy mà trong khi đó cháy mà cái đèn cầy để trên cái ly đèn để trên cái hòm không ngã mà không sao hết, lửa vẫn cháy bình thường nhưng mà cái ly đèn không ngã. Đó là một trong cái sự phi diệu mà chúng ta không thể nói được bằng lời. Lần đầu tiên có cái sợ cái câu chuyện như thế này, mà ngoại đã đi rồi, sang chỉ biết là mong cho ngoại ra đi được thanh thản, chứ trong lòng sang nhớ lắm, không chỉ riêng sang đâu, sang tin tất cả mọi người, quý vị cô chú bà đang xem đây cũng nhớ ngoại lắm, cô không cầm lòng được, giống như sang, với vợ sang nữa. Mấy giờ sang với mấy đầu mấy đứa nó vô đốt nha mà không á. Đấy, mà đi gọi buồn ha. Ừ. Thấy nãy đi thì con người mình nó nhẹ nhàng, nó vui vẻ lắm. Sao tự nhiên về thấy lòng nặng trĩu luôn. Biết rằng ngoại lớn tuổi rồi, ngoại ra đi vậy cũng được yên nghỉ vậy rồi, nhưng mà sao thấy buồn quá. Nhưng mình bị bất ngờ, anh biết không? Em không nghĩ rằng là, tại vì em nghĩ đó, mấy lúc đó, bà ngoại mà gọi điện cho anh á, mà nghe nói con cháu hay ai đó, đưa điện thoại, cái nói là mà giờ kỳ đó em mấy lần em nghe nói là bà nói bà nhớ Tám Sang quá nè, cái đưa nói chuyện anh với bà ngoại nói chuyện, nhưng mà cuối cùng cái người đó là người hàng xóm, mà người hàng xóm bây giờ ta khóa cửa, ta đi luôn rồi, người ta không có ở đó nữa, đó cho nên cái người con là chị Tư á, nó đâu có biết đâu sao để nói chuyện với lại gọi điện cho anh được như vậy. Chứ mình cũng sang cũng xin phép thay mặt mọi người gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú ông bà và quý vị khán giả đã cầu nguyện cho ngoại. Sang nãy cũng định là xin cái ảnh để về thờ, cũng như là cái thông tin tên tuổi ngày mất của ngoại để mà ở cầu nguyện, thì gia đình cũng là cái di nguyện của ngoại á, để cho thực hiện cho nó đúng di nguyện của ngoại. Gia đình cũng sợ vì do cái vấn đề mà ngoại kêu đem thiêu, nhưng mà cuối cùng định đem chôn cái áo quan bốc cháy vậy, cho nên gia đình cũng sợ, mong mọi người thông cảm. Đó. Cho nên thì ngoại chỉ kêu là đắp chiếu là đưa ngoại đi thôi. Thì thôi, sang cũng thương là tưởng nhớ ngoại để mà xin tấm di ảnh để mà thờ, hoặc là thông tin của ngoại để mà sang cầu nguyện. Nhưng mà thôi, mình giữ trong tâm mình nhớ ngoại, lúc nào thì mình cầu nguyện cho ngoại lúc đó mà cũng được rồi nha cả nhà. Đó. Thì giờ sang cũng biết nói gì hơn. Cảm ơn cả nhà đã gửi lời cầu nguyện đến cho ngoại. Cảm ơn nhiều lắm.
giờ mời quý vị xem lại những hình ảnh năm xưa giữa Sang và Ngoại gặp nhau như thế nào. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại ở cái video sau nha cả nhà. Bye bye. Giờ Sang chuẩn bị vô tới đường dẫn cao tốc dầu là gì Vĩnh Hảo dầu dây đó. Thì giờ Sang chuẩn bị vô cao tốc, đường nó kẹt xe dữ lắm. Sang tranh thủ để chạy về. Hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Rồi. Bà đi đâu hả bạn? Bà đi đâu hả? Bà đi đâu? Đi vô nhà trường à? Nhà thương hả? Nhà trường học. Trường học nào? Đó. Đây là gì có trường học? Đây trên đó có trường học con? Có, biết. Bà đi vô lên trường học để làm gì? Đi về nhà. Về nhà hả? Nhà ở gần trường học. Ồ, nhà bà làm gì vậy đó? Tôi đi đi ăn xin tiền với lại tôi lụm nhôm nhựa. Bà làm nhôm nhựa hả? Ừ. Nhôm nhựa đâu? Này. Vậy hả? Này. Bà có bán không? Con đang kiếm này con đi mua. Có bán không? Có bán không? Kiếm lại rồi nặng quá thì giờ là. Mua bao nhiêu một ký? Thôi mà bán nhiêu một ký? Tôi bán 50.000 ký. Bán gì 50.000? Bà nhiêu tuổi vậy? Đi lại đây nắng. Nắng gì đâu? Về trời gì bán 50.000 ký dữ vậy? Này về trời hay là bán vàng? Bán vàng mới 50.000. Trời ơi. Không chịu nói thiệt nữa. Bán gì 50.000 ký? Trời cho tôi lượm nhôm nhựa. Vậy hả? Lượm chai. Dạ. Rồi tôi tới chỗ nhà khách đồ, tôi xin có khách nhiều, tôi xin tiền. Mà tôi không có xin vô tay, tôi xin giày đâu. Tôi không có vô tay, tôi khổ, tôi nghèo đâu. À. Tôi hát thôi. Hát hả? Con cò lặn lỡ bờ sông cò ơi, sao lại quên công mẹ già. À, quên công mẹ già hả? Hỏi rằng ai để cò ra, mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi. Ở cha hay với ta. Nhớ khi đi ngược về chui mẹ đi bắt tiếp mẹ nuôi được cò. Những ngày mưa lũ gió to mẹ đi bắt tiếp nuôi cò. Cò quên à. Vợ con cò để hai bên. Công cha nghĩa mẹ cò quên mất rồi. Trời. Cò ơi cò bạc như giờ, công cha nghĩa mẹ bằng đời núi cao. Cò ơi cò nghĩ thế nào, mẹ đi bắt chép lọt vào hố sâu. Núi cò cò lớn bằng đầu, nhớ khi còn bé bú bầu sữa ngọn. Nhớ khi còn bé quảng quần, bây giờ cò lớn cò còn nhớ không. Nhờ đâu có cánh có lông mà cò đã vợ bên công mẹ già. Ây da, hay quá, vỗ tay nha con. Vỗ tay. Vỗ tay ơi. Không giác ngộ luôn. Đi ngoài đường múa, hát, hút thuốc. Phải bà ngoại giác ngộ không? Bây giờ giấc mộng đầu từ nay thức tỉnh. Chí tâm cầu đạo đức hiền quy, niệm rành sáu chữ từ bi, thân tâm an lạc bước đi vững vàng. Yeah. Nơi trần tục muôn ngàn cảnh khổ. Yeah. Biết đâu là bên độ mình yên. Quá hay luôn. Vì ham danh lợi của tiền, đeo mang nghiệp quả não khuyền tấm thân. Quá hay luôn. Đi ai cũng muốn viên phần tư đẹp. Yeah. Ráng lo tu để dẹp lòng ta. Yeah. Sanh ra trong cõi ta bà. Yeah. Làm sao thoát khổ để mà an vui. Quá tuyệt vời luôn. Bao năm tháng dưỡng nuôi ý chí. Yeah. Ngày lẫn đêm đạo lý phụng hành. Yeah. Về nơi đất Phật an lành. Yeah. Mở lại giải thoát tử sanh luân hồi. Yeah. Đời và đạo xét coi tròn kỹ, dứt không cần trình chỉ tay phương. Yeah. Đạo tu chân lý tỏ tường. Yeah. Phù du kiếp sống
quê thường mỏng manh, dạ. Ngừ hành đạo để dành công quả, dạ. Còn nghiệp đời xin trả cho chồng, mai sau dứt nghiệp hồng trần, linh hồn thanh thản đoan bọc phiêu du. Đi ông leo lên xe là con chở. Chạy xe này nha. Rồi. Rồi. Quẹt. Rồi. Làm bắt đầu mày. Bà. Coi chừng chó. Ủa bà đi đâu vậy? Dạ bữa nay ngoại chỉ cho con niệm Phật nè. Niệm Phật mở trí thông minh, bao nhiêu nghiệp ác không rinh vào lòng, dạ. Niệm Phật cứu được tổ tông, dạ. Khỏi non nước lửa, khỏi vòng sân mê, dạ. Niệm Phật tập hạ đời huệ, dạ. Một nhà chung hiệp chẳng hề ghét nhau. Quá hay luôn. Niệm Phật bớt sự ốm đau, dạ. Bao nhiêu tật bệnh mau mau hết liền, dạ. Niệm Phật có phước có duyên, dạ. Tấn tài tấn lập bình yên cửa nhà. Niệm Phật oan trái trả xong, nợ nần kiếp trước hết mong hết đòi. Mô Phật. Niệm Phật chỉ thấm trọn đời, khỏi nơi nước lửa, khỏi nơi hung tàn. Quá hay luôn. Cho một tràng vỗ tay.